Đội tuyển vật giành tổng 13 huy chương vàng, trở thành đội võ thuật xuất sắc nhất. Các tuyển thủ vật của thể thao Việt Nam đã trở thành đội tuyển võ thuật có kết quả tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Ngày cuối tranh tài chính thức 16 năm của SEA Games 32, đội tuyển vật Việt Nam vào trận sung sức ở các hạng cân của vật tự do nam nhằm tìm thêm kết quả huy chương vàng. Trong ngày thi đấu, đô vật Nguyễn Xuân Định là người giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại hạng 65kg. Nam sau khi có các chiến thắng để giành kết quả cao nhất trước các đối thủ Indonesia, Singapore và Philippines. Tiếp sau kết quả trên, tuyển thủ Ngô Thế Sao cũng giành được tấm huy chương vàng hạng 70kg nam của mình. Sau các lượt thi đấu, Ngô Thế Sao có điểm cao nhất, vượt các đô vật của Lào, Singapore, Campuchia, Indonesia và Philippines để đạt kết quả trên. Trong khi đó, đô vật Cấn Tất Dự cũng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình tại hạng 74kg. Tự do nam để mang thêm kết quả vô địch về cho đội tuyển vật Việt Nam ở SEA Games 32, các đô vật đối thủ của Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Singapore đều không phải là đối thủ của Cấn Tất Dự, do đó tuyển thủ của Việt Nam đã vượt lên chiến thắng tuyệt đối. Cùng với các đồng đội, đô vật Ngô Văn Lâm giành huy chương vàng hạng 92kg nam. Tuy nhiên, không phải chúng ta không có những thất bại trong việc tìm kiếm huy chương vàng. Đô vật Trần Văn Trường Vũ chỉ giành được huy chương đồng nội dung 86kg nam, hay Phùng Khắc Huy có huy chương bạc hạng 57kg nam. Chung cuộc tại SEA Games 32, đội tuyển vật Việt Nam giành được 13 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đứng nhất toàn đoàn. Chỉ tiêu trước khi dự SEA Games 32 mà đội đặt ra là giành từ 9 tới 12 huy chương vàng. Đội Indonesia có 6 huy chương vàng nên xếp hạng nhì, trong khi chủ nhà Campuchia giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 11 huy chương đồng để xếp hạng 3. Tính về thành tích chung của các đội võ thuật Việt Nam tại SEA Games 32, đội tuyển vật có thành tích tốt nhất. Tiếp theo đội tuyển vật là đội Judo Việt Nam, 8 huy chương vàng.